Xin chào tất cả anh em nha. Em Jibo này hàng cất tủ, hàng sưu tầm ha. Nay mình chia lửa đam mê với anh em toàn quốc. Chủ đề em này cũng là một trong những chủ đề rất là nổi tiếng. Nói về một công trình tượng đài vĩ đại nổi tiếng của nước Mỹ trên núi Rushmore ở bang Nam Dakota của nước Mỹ. Đây là hình tượng 4 vị tổng thống Mỹ. George Washington đại diện cho người đấu tranh giành độc lập của nước Mỹ, và Thomas Jefferson người viết tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, Theodore Roosevelt tổng thống đại diện cho sự bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường ha, và ông cuối cùng là Abraham Lincoln người đấu tranh giải phóng nô lệ, thống nhất đất nước Mỹ ha nè. Với công trình tượng đài được khắc trên đỉnh núi Rushmore ở bang Nam Dakota, được thực hiện bởi nhà điêu khắc Woodson Bocklum, rất là nổi tiếng anh em. Công trình rất là lớn, đứng xa 100 km vẫn nhìn thấy ha. Được tạo tác vào năm 1927 và hoàn thành năm 1941. Hãng Jibo lấy ý tưởng về công trình 4 vị tổng thống vĩ đại này để chế tác đem nó nha. Ở trên hãng có điểm xuyết 4 cái lá quốc kỳ Mỹ và ở dưới là dòng chữ God Bless America. Em này hàng đặc biệt hiếm, sưu tầm nha nè. Và em nó hàng new full box, chưa hề đụng chạm gì. Anh em nào kết em nó rước về sở hữu hay làm quà tặng quà biếu cho người thân, bạn bè, anh em cứ gọi trực tiếp mình. Số điện thoại mình là 0909 828 779 nha nè. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em bấm nút đăng ký màu đỏ ngay bên dưới clip luôn ha. Để tiện lựa chọn giao lưu các mẫu Jibo rất là chất và đa dạng trên channel mình. Bên mình thì khi giao tới tay anh em thì bao test chất hàng cho anh em luôn. Luôn luôn là đảm bảo uy tín nha anh em. Anh em yên tâm nha. Giờ mình xin trên tay giới thiệu chi tiết trước với anh em. Hàng zin, kính mít cứng khừ nha anh em. Hàng cực kỳ chất và cực kỳ VIP. Em nói đấy lõm ha. New 100% nha anh em. Jibo Mỹ xịn bên mình thì nhảy lửa lắm, anh em cứ chế xăng xịn vô để nhẹ lên lửa thôi. Giữ xăng lâu ha, chục ngày trên chục ngày luôn anh em. Chủ đề rất là đặc biệt nha anh em. 4 vị tổng thống nổi tiếng vĩ đại của nước Mỹ. Rất là ý nghĩa ha. Em anh em sở hữu sưu tầm hay làm quà tặng quà biếu cũng rất ok. Có nhu cầu xem hình ảnh thực tế em nó thì anh em vô trang Facebook mình. Đường link mình để vô mô tả, anh em cứ click vô xem. Hàng zin hết. Chưa hề đụng chạm gì ha. Nhiều full box luôn, rất là chất nha anh em. Số điện thoại hotline mình là 0909 828 779 ha. Anh em tuyển em nó cứ alo trực tiếp mình. Anh em nào chưa đăng ký kênh, tiện tay ấn nút đăng ký màu đỏ ngay bên dưới luôn nha anh em. Cho mình xin một like clip. Và kết em nào trên trang mình, anh em cũng cứ alo trực tiếp mình. Giao toàn quốc cho anh em đam mê chơi.
xong rồi kỹ anh em xem ha, nhìn từ A tới Z luôn, hàng cất tủ sưu tầm nha anh em. Em này anh em sở hữu sưu tầm hay làm quà biếu quà tặng thì quá tuyệt vời đó anh em. Chủ đề huyền thoại, công trình tượng đài trên núi Rushmore về các vị tổng thống Mỹ nha. Anh em nào kết em nó alo mình, giấy tờ đầy đủ full box. Rồi, cảm ơn anh em xem clip. Chúc anh em luôn luôn có thật nhiều sức khỏe ha. Luôn luôn vui vẻ, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm ơn, chào tạm biệt anh em nha.